Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 16 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chương này chúng ta có một cái chủ đề, đó là xả ly ái dục. Rồi tôi đọc nguyên âm, rồi các vị có thể dò theo cái bản chữ Hán này. Chương 16, Đức Phật dạy: người giữ ái dục ở trong lòng thì không thấy được đạo. Thí dụ như nước trong mà lấy tay khuấy động, người ta đến soi không thấy bóng của mình. Người đó vì ái dục khuấy động mà trong tâm ô nhiễm nổi lên nên không thấy được đạo. Các thầy Sa môn cần phải xả ly ái dục. Ái dục hết rồi có thể thấy đạo được. Đó là chương thứ 16. Chúng ta cũng có thể học luôn chương thứ 17. Chương thứ 17, Đức Phật dạy: người thấy được đạo cũng như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền mất, còn là ánh sáng. Người học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, chỉ còn trí tuệ. Đó là hai chương thứ 16 và 17. Chúng ta sẽ có một cái đại ý cho chương thứ 16 như thế này. Đại ý đó là người muốn thấy được đạo, trước nhất phải xả ly ái dục. Có vài cái từ trong cái bài học này mà chúng ta phải lưu ý. Chẳng hạn như cái từ ái dục. Các vị lưu ý là hai từ này nó có cái phần cạn và sâu của nó. Dục là cái phần cạn thôi, ái là cái phần sâu. Dục là những loại đam mê nó mang cái tính chất vật lý bên ngoài. Ái là cái loại nó vướng mắc, nó đam mê từ bên trong. Ví dụ như người ta dùng hai cái từ tình dục, thì dục nó là cái dạng vật chất, còn tình nó thuộc về cái dạng của tinh thần bên trong. Đó là hai cái từ nó có cái chiều cạn và sâu. Và thông thường cái từ dục này nó đi đôi với nhiều cái từ như là dục ái, dục nhiễm, dục lậu, và rất là nhiều. Đó là ở cái mặt ngữ nghĩa mà nói. Thì chúng ta nên lưu ý là ở cái mức độ cạn nhất của người tu thì mình xả ly dục, đó là xả ly ở mức độ cạn. Cái mức độ thâm sâu hơn là chúng ta phải xả ly ái từ bên trong, tức là cái nguồn tạo nên cái dục. Dục nó phát sinh từ tâm. Ví dụ như ý thức của chúng ta mà nó còn đen tối, còn u ám, cái niềm đam mê nó còn có mặt bên trong, thì cho dù ta có trốn lên non cao hay là núi vắng, ta cách ly với con người, nhưng mà cái dục niệm nó vẫn còn, cái ái niệm nó vẫn còn. Trường hợp thứ hai là, thưa đại chúng, là dục nó có thể hết, nhưng mà ái của tâm thức thì có khi cái tuổi già nó vẫn chưa hết. Khi mà sức khỏe suy kiệt, cái năng lực dục không còn, nhưng mà ái tâm người ta vẫn còn. Và điều này nó thể hiện ra rất là nhiều mặt. Có khi họ không có hành động dục, nhưng mà họ lại có ý tưởng dục. Và thông thường ta nhận biết có những người già, có những người lớn tuổi, tâm thức họ còn nhiều ô uế, cho nên họ mở miệng ra thì họ có một cái khuynh hướng nói về cái hướng dục. Cái dạng đó cũng là cái dạng tâm thức rất là dục, nó biểu hiện. Cho nên mình đừng nghĩ là cách ly nhân gian, sống đời sống trong hang vắng, trong rừng sâu núi thẳm mà loại trừ được cái bản chất của dục dễ dàng. Thưa, rất là khó. Cái điều đầu tiên tại sao nó khó, mình nên hiểu thế này. Điều thứ nhất là cái sức mạnh của nó rất là ghê gớm. Là tất cả mọi cái sinh vật hữu tình trong cuộc đời này, nó được hình thành, được có mặt từ cái năng lượng của dục. Cho nên đầu tiên nó là một cái loại năng lượng tự hữu cho tất cả những dòng sinh mạng. Bản chất nó là sự sống, nó gầy dựng nên sự sống, và nó làm cho sự sống được kéo dài, được kế thừa. Vì vậy cho nên
Tự thân con người khi có sinh mạng thì bản chất bên trong của con người là dục. Do vậy cho nên nó là một loại năng lượng tự hữu, nó luôn có mặt. Trừ khi mình chấm dứt cái dòng sinh mạng này thì cái bản chất của dục nó mới bị cắt đứt. Do vậy cho nên cái khuynh hướng dục là một khuynh hướng rất là nặng, nó luôn lôi kéo chúng ta. Ví dụ như mức độ cạn, đó là nó thúc đẩy mình để có thể làm cho cái sự sống của con người trên hành tinh này được kéo dài. Đến một cái tuổi nào đó tự nhiên người ta tìm tới với nhau để tạo thành cái sự sống, cái sự tồn tại của hành tinh. Rồi sâu xa hơn thưa các vị là nó cũng có năng lượng nó thúc đẩy mình để mình đi lăn quanh trong cõi luân hồi. Cái hình hài này đầu tiên có mặt trong cuộc đời là từ cái năng lượng của dục. Ví dụ như thần thức rời hình hài này, lững lơ ở thân trung ấm. Khi muốn thọ sanh thì thần thức ở thân trung ấm nó phải nhìn những nơi nào có cái nghiệp tương ưng, và nó thấy cha mẹ giao cấu ở dưới nhân gian thì thần thức nó tự nhiên nó nhập vào thai. Và để đi vào thai nhi thì cái tâm thức bên trong của thần thức, tức là cái ý niệm thần thức đó, phải khởi dục ý. Và khi khởi dục ý thì tức khắc là thần thức gá vào thai liền. Cho nên ngay cái điểm đầu tiên của sự sinh trưởng hình hài này, bản chất dục nó đã có bên trong. Đó là cái đặc tính của hình hài con người. Cho nên ta đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường, lăn đi lộn lại trong cõi nhân gian là do cái ý dục làm chủ để có mặt trong cuộc đời. Và cái sự tái sinh của mọi sinh linh trên cuộc đời đều đi vào con đường này cả. Chỉ có những bậc thánh vì nguyện lực tái sinh thì họ không đi vào con đường của dục tưởng. Vì cái bản nguyện tái sinh cho nên họ sinh là nhân gian, đến họ biết họ đến. Do vậy cho nên khi xuất hiện trong cuộc đời họ có thể nhớ được cái quá khứ. Còn mình xuất hiện trong cuộc đời thì mình không nhớ gì quá khứ cả, là do vì mình khởi dục niệm và tái sinh lại trong nhân gian. Đó là cái con đường đầu tiên để cho các vị thấy là năng lượng tự hữu của chúng ta là năng lượng dục có mặt ở trong đây. Và mình có thể nhìn lại trong 42 chương kinh của Đức Phật dạy. Đó là mình lấy một phần rất nhỏ trong giáo điển của Phật để nhìn về vấn đề này rất là nghiêm trọng. Đó là trong 42 chương thì chúng ta thấy 16 chương đã nói về dục và liên hệ với dục. Tức là trong 42 chương mà có 16 chương Đức Phật đặc biệt là nói đến cái thảm họa của ái dục, và căn dặn các thầy, các vị sa môn phát tâm đi cái con đường tâm linh thì phải cẩn trọng. Và 42 chương mà chiếm 16 chương, tức là hơn 1/3, có phải vậy không? Hơn 1/3 trong cái văn học được trích dẫn cổ nhất của Phật giáo đã đặc biệt lưu ý vấn đề này. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận và nên có một cái nhìn rất là sâu sắc, quán chiếu về điều này. Cái điều thứ hai thưa đại chúng là chúng ta muốn nói về cái năng lượng này. Nó có hai mặt. Cái năng lượng dục này nó có hai mặt. Một mặt là cái hướng tiêu cực. Một mặt là nó rất là tiêu cực. Và một mặt nó cũng có một cái phần của sự tích cực ở trong đây nữa. Ví dụ như mình nhìn cái nhìn ban đầu là người mà mang cái lòng ái dục thì không thấy được đạo. Và Đức Phật dùng cái ví dụ để chúng ta nhận diện rõ. Ví như người ta lóng nước mà cứ lấy tay khuấy lên hoài thì không ai có thể nhìn vào mà thấy hình mình được trên mặt nước cả. Đó là cái mặt rất là tiêu cực của dục. Nhưng mà nếu mình đứng ở cái mặt cạn hơn mà nhìn thì thưa đại chúng là cái năng lượng dục này nó tạo thành cái sức đam mê để cho sự sống phát triển và tồn tại. Chẳng hạn như mình nhìn ở cái mức độ dễ nhận biết nhất là tất cả những người văn nghệ sĩ hoặc những thiên tài,
những người lỗi lạc, có những cái phát minh giỏi đóng góp cho hành tinh này. Phần lớn là đời sống tình cảm của họ rất là phong phú. Giống như chúng ta biết là trong cái thế giới điện ảnh là không hề có một cái anh tài tử hay là một cái cô minh tinh màng bạc nào mà đời sống tình cảm của họ đóng khung cả. Nó mở ra rất là rộng. Điều đó nó chứng minh cho chúng ta biết một điều là cái năng lượng sống trong tự thân của những người kia nó rất là rào rạt. Điều thứ hai là tự thân của những con người, những con người tài tử đó, tâm thức của họ nó đặc biệt là nó rất là bén nhạy. Cái cảm thọ tính của họ về cái đẹp nó rất là bén nhạy. Cái sự thưởng lãm của họ nó nhạy hơn chúng ta rất là nhiều. Cho nên mình không lấy làm lạ gì những con người tài hoa, thường thường họ đa tình. Hai cái nó đi đôi với nhau, đa tài nó đi liền với đa tình, hai cái này nó gần nhau lắm. Và rất là rõ như vậy. Một người mà tự thân cái năng lượng sống, cái niềm đam mê của họ ít, thì thưa đại chúng là mọi cái lĩnh vực họ không thể phát triển được. Họ làm họ cũng uể oải, rồi họ học họ cũng uể oải, họ tu họ cũng uể oải nữa. Cho nên nhìn cái lĩnh vực năng lượng bên trong để đóng góp thì thưa các vị là nó mang hai cái sắc thái trong tự thân của cái dục này. Cái sắc thái đầu đó là mình đứng ở cái bình diện đạo mà nhìn thì nó mang cái tính chất quỷ phá con đường tu của chúng ta. Có khi mình không khéo chuyển qua nó thì cái năng lực quậy phá của nó làm cho chúng ta rất là trở ngại trong công phu hành trì. Nhưng mà ta nhìn một mặt ngược lại là nếu không có cái năng lượng dục từ bên trong thúc đẩy thì chúng ta cũng không có một cái niềm đam mê trong sự tu tập, không có cái niềm đam mê để học hỏi, không có cái niềm đam mê sáng tạo để đóng góp gì cả. Con người mà không có cái năng lượng dục mạnh bên trong thì gần như là nó trở thành rất là uể oải, rất là mỏi mệt, nó hơi lừ đừ, nó hơi đần đần. Nếu có thể dùng chữ một cách chính xác nó là như vậy. Cho nên cái mặt tiêu cực của nó, nếu chúng ta đứng ở cái bình diện tu tập phát triển đời sống tâm linh mà nhìn thì nó quả là tiêu cực. Nhưng đứng ở cái lĩnh vực sáng tạo mà nhìn thì nó là một loại năng lượng rất là tích cực, nó tặng cho những người nghệ sĩ cái niềm đam mê của sự sáng tạo. Và không hề có một ca sĩ, một nghệ sĩ, một thi sĩ hay là một sĩ gì mà vắng mặt cái năng lượng dục rất là phong phú mà có thể hình thành được. Và tôi nhắc lại là thưa các vị là đa tài nó liền với đa tình là như thế. Nếu người ta không khéo giữ gìn thì hai cái đó nó rất là liền nhau. Và đối với tinh thần đạo học Đông Phương thì người ta rất là, người ta khống chế là một, người ta coi nó là một loại thù địch là hai, cần phải loại trừ. Nhưng với cái tinh thần của người Tây Phương thì họ không có đặt nặng, họ không có cho cái loại năng lượng dục này là cái gì rất là ghê gớm. Cho nên nó có cái khuynh hướng là nó buông lỏng. Và khi buông lỏng nó thì nó gây cái sự tác hại rất là lớn lao trên cái bình diện xã hội. Người ta mà coi thường nó, buông lỏng nó thì nó làm đổ vỡ cái cấu trúc của đời sống gia đình. Đó là cái điều đầu tiên các vị nên hiểu về đặc tính tiêu cực và tích cực của nó có mặt trong cái đời sống. Cái điều thứ ba thưa các vị là chúng ta có thể đi vào phân tích về các cái cấp độ sâu cạn của ái dục.
Mình đánh giá một điều là dục là một cái loại đam mê rất là mạnh, nhưng nó là một loại lửa rơm thôi. Nó bừng cháy và nó dập tắt rất là nhanh. Nó chỉ là cái xác, mà ái là cái hồn. Và cái xác này tức là cái phần vật thể thô trên cái mặt vật lý là dục, là một cái loại diệt trừ không mấy khó. Nhưng mà cái tính chất của ái nó nằm rất là thâm sâu bên trong của tâm thức, diệt trừ nó rất là khó khăn. Mình ví dụ thế này, ví dụ như trong cuộc sống ở thế nhân, cái quan hệ dục giữa nam và nữ, nếu nó chỉ là một cái loại quan hệ đơn thuần giữa hai cái hình hài nam và nữ, đó là một loại dục chứ chưa phải là tình yêu. Họ bỏ nhau rất là dễ, và họ có thể bỏ tiền ra mua dục rất là dễ. Thế nhưng bên sau của cái dục, nếu mà có tình yêu đi vào, tức là có cái ái đi vào, thưa đại chúng, là nó đã đến cái lúc mà người ta không thể bỏ nhau được. Cho nên một cái là xác, một cái là hồn. Cái phần xác tức là cái phần cạn nhất, đó là dục. Cái phần hồn đó là phần ái. Và cái khổ con người nó không phải phát sinh từ dục không, mà cái khổ con người nó phát sinh từ ái chứ không phải từ dục. Ví dụ như cái sự quan hệ giữa nam và nữ trong cuộc đời này mà không có ái đi vào, thưa họ bỏ nhau rất là dễ. Đó là điều thứ nhất. Không hề có cái chuyện ghen hờn, phiền não và thanh toán lẫn nhau, hay là tự sát khi bị thất tình. Sở dĩ họ ghen hờn, họ quỷ diệt nhau và họ có thể tự sát là do vì có cái ái đi vào. Cho nên ta gọi dục là từng cạn của vật lý, ái là cái từng sâu của tâm thức. Hai cái này nó có cái cạn và sâu của nó khác nhau là như vậy. Và đối với người tu chúng ta thì cái mặt cạn của dục này loại trừ rất là dễ. Mình sống rồi sống độc cư thiền tịnh, xa phố thị, trong cái khuôn khổ của giới pháp Phật chế, và xuất gia làm tu sĩ, thì dĩ nhiên là trong đời sống độc thân là ta đã cách ly được dục. Thế những cái điều muốn nói ở đây nó là cái cách ly được ái này, thưa rất là khó. Điều thứ nhất là như tôi chia sẻ, tự thân nó là nền tảng của sự sống, của dòng sinh mạng này. Nó làm nền tảng cho sự sống, cho nên mình cắt nó, mình triệt tiêu nó, cũng có nghĩa là triệt tiêu sự sống của chính mình. Cái khó thứ nhất xảy ra là như vậy. Cái khó thứ hai, thưa các vị, là ái là một cái bản chất, nó nằm tiềm phục rất là sâu trong tâm thức của ta nhiều đời chứ không phải một đời. Nó phát triển ra rất là nhiều mặt chứ không phải là chỉ có cái quan hệ giữa nam nữ không người gọi là ái. Ở mặt thô nhất của nó là quan hệ nam nữ thương nhau gọi là ái. Cái mặt tinh vi hơn là trong tất cả những cái thứ tình, nó mang cái tính chất tôn giáo được nâng cao, giống như tình thương thầy trò, mà chưa đạt đến tâm đại bi thì trong cái bản chất của sự thương yêu ấy nó còn một chút ái bên trong. Trong cái tình thương của mẹ và con, của cha và con vân vân, nó cũng còn cái chất ái bên trong chứ không phải là hoàn toàn hết. Thi ca hay là mọi cái lĩnh vực văn học nghệ thuật, ca tụng tình mẹ, tình cha, vân vân, tình yêu dân tộc, tình yêu quê hương, tất cả những loại mang cái chữ tình đi vào, thưa các vị, đều ít nhiều có cái chất ái. Có điều cái mức độ đậm và nhạt của nó khác nhau mà thôi. Ví dụ như trong cái từ bi của đạo Phật, cái tột cùng của từ bi đạo Phật nó cách ly, tức là nó không còn một dấu vết nào của cái ái trong đó cả. Ta gọi đó là vô duyên từ. Vô duyên từ có nghĩa là cái lòng thương yêu này nó không cần một cái điều kiện gì cả. Đẹp cũng thương, xấu cũng thương, dễ thương ta cũng thương, mà đáng ghét cũng thương, gọi đó là vô duyên từ. Tức là
cái đối tượng kia không quan trọng, mà cái quan trọng là lòng thương của mình nó có mặt, nó tuôn chảy, gọi đó là vô duyên từ. Và khi có mặt cái vô duyên từ này, tức là cái lòng thương yêu vô điều kiện này, thế thì không hề khước từ con sâu cái kiến hay là sinh mạng của một con người gì cả. Nó bình đẳng, nó phổ biến, thương cái chiếc lá rụng, thương cái cây xanh, thương con thú, thương con người, thương kẻ sát nhân và thương người hiền thiện đều như nhau cả, gọi đó là vô duyên từ. Cho nên tột cùng nhất của cái sự yêu thương đạo Phật này, nó mới vắng mặt toàn bộ cái chất ái bên trong của nó. Còn ở cái bình diện cạn hơn, thưa các vị, là trong mọi cái lĩnh vực yêu thương của thế nhân, kể cả trong tôn giáo, nó đều có ít nhiều cái chất ái, có điều đậm hoặc nhạt thế thôi. Đó là cái điều mà chúng ta đi vào để các vị phân biệt được cấp độ sâu cạn của ái dục là như vậy. Cho nên ái dục đoạn tận, đạo khả kiến hỷ là đoạn đến cái chỗ tột cùng như vậy. Chứ không có nghĩa là mình cắt đứt ở mức độ cạn thì có thể thâm nhập được, có thể chứng đắc được, thành tựu được niết bàn. Con đường đi nó dài và nó khó như vậy. Đó là điều đầu tiên. Thứ hai là ta nói đến cái con đường thực tập để ly dục. Ở đây cái câu kinh Tứ Thập Nhị Chương các vị lưu ý nè. Con người bị ái dục đan xen, nó quậy phá trong tâm thức. Cho nên cái cấu uế trong lòng nó không bao giờ dừng, nó luôn khởi động. Vì vậy cho nên không thể thấy được đạo. Thứ nhất là ta nên nhận diện cái tác hại của nó đối với người tu. Ví dụ như con đường thực tập của chúng ta là con đường thiền quán, và tâm thức mình nó có những cái ký ức, không phải là những ký ức hiện thực, mà những cái ký ức do vì mình không khéo phòng hộ thân tâm, mắt mình coi phim ảnh, mình đọc những cái chuyện, hoặc mình nghe những cái lời, nó có cái tác dụng, nó kích thích cái vọng thức của mình, nó làm cho tâm thức mình có một cái khuynh hướng đi về cái hướng dục, hướng ái. Thưa thì khi các vị công phu, các vị hành trì, lập tức là những cái ký ức của quá khứ nó tràn về, các vị khó yên định tâm trong thiền định, khó nhiếp tâm trong thiền định. Đó là mức độ rất là cạn. Một bài nhạc hay, một hình ảnh đẹp, một cái chuyện tình dễ thương, vân vân, là nó đủ sức lôi kéo tâm thức mình đi về cái hướng tiêu cực, làm cho cái công phu nhiếp tâm của mình rất là khó. Cho nên trong pháp chế hay là trong pháp quy của Già Lam hay là của giới pháp Phật dạy, là cấm chúng ta tiếp xúc với những cái gì nó làm tổn thương tâm thức, nó làm cho tâm thức mình đi về cái hướng tiêu cực là như vậy. Phải rất là cẩn trọng. Đó là mình nói đến cái tác dụng rất là xa, Do cái khả năng quân tập gần thôi. Cái điều tác hại hơn của ái dục đối với người thực tập là cái khả năng quân tập sâu xa. Ví dụ như cái đời sống bình thường của mình, nó không có gì trở ngại, tâm thức mình nó không có những cái kỷ niệm của quá khứ vui buồn hiện lại. Thế nhưng mà khi ta tu tập, tâm của chúng ta nó yên định một chút xíu, nó có một phần nào thanh định, thì tức khắc là hình ảnh quá khứ nó tràn về. Và các vị cũng biết một điều là quá khứ của một đời người nó dài vô cùng, nó liên miên bất tận. Ví dụ như quá khứ mình đã là tên tướng cướp, quá khứ mình đã từng gây ra rất là nhiều lỗi lầm, thế thì
cái lúc mình tu càng yên thì quá khứ nó càng tràn về mãnh liệt. Đó là chúng ta nói đến cái thâm sâu hơn của ký ức, nó tràn về và nó có cái hạt giống rất là sâu bên trong tâm thức. Như vậy thì mức độ cạn là cái mức độ những cái hình ảnh tác hại mình vừa nhập khẩu. Cái mức độ thâm sâu là cái mức độ đời sống của mình trong quá khứ đã đi vào những cái ngõ đó. Thì hai cái phần ái dục được cất chứa trong tâm thức này, thưa, nó rất là trở ngại đối với người thực tập như chúng ta. Đó là mình nói cái quá khứ nó hiện về, nó quấy phá. Cái thứ hai, thưa các vị, là trong hiện tại mình không có khéo phòng hộ thân tâm. Mình tiếp xúc với một người, tiếp xúc với một sự kiện bằng mắt, bằng tai, tâm thức mình mà nếu không khéo phòng hộ thì mình khởi những cái ý niệm, những cái tư duy mang cái tính chất hoặc mang cái khuynh hướng, hoặc nó đi về cái chiều hướng ái dục. Tức khắc là trong cái lúc công phu thiền tập của mình, thưa, mình rất là khó nhiếp tâm. Đó là chúng ta nói đến hiện tại không có thông minh để phòng hộ. Và trên cái con đường tu, thưa đại chúng, là mình sẽ không đi đến đâu cả, không có nếm được hương vị của pháp. Và chắc chắn một điều là cho dù chúng ta có cố gắng tu tập thì chúng ta cũng không thể đạt được định, không có được cái niềm an lạc. Cái hình ảnh quá khứ và những cái không khéo phòng hộ thì cái năng lực của quá khứ và năng lực hiện tại nó đủ làm cho mình, nó đủ đẩy mình và nó đủ tạo cho tâm tưởng của mình có một cái khuynh hướng tưởng tượng về cái hướng tương lai thế này thế nọ thế kia. Và do vậy an trú được tâm rất là khó. Các vị còn nhớ chuyện của ngài cháu ngài Tăng Hộ đó, chú bé đó hãy còn rất là trẻ đi xuất gia và đi hầu ngài Tăng Hộ. Ông rất là thương chú của mình, cho nên người ta cúng dường cho một sắp vải rất đẹp. Ông tới ông nói: thưa thầy, con được thí chủ cho một mảnh vải rất là đẹp, con xin cúng dường để thầy may một cái ca sa. Ông chú là một vị thầy phạm hạnh, cho nên ông nói: ta có một cái ca sa rồi, ta không nhận, người hay đem cúng dường cho người khác. Thì ông cháu ông buồn quá, ông nghĩ là ngoài cái tình thầy trò còn cái tình chú cháu nữa, mình thương quá cho nên mình để dành cái sắp vải mình không có may y cho chính mình. Mình cúng dường ông mà ông không có nghĩ tình, ông không nhận như thế này thì còn nghĩa tình gì nữa. Thôi về, tuổi còn trẻ, ta không tu nữa, ta ra đời. Nhưng mà ra đời tuổi này thì làm sao có cơ ngơi sự nghiệp. Thôi được, mình mua cái con gà về mình nuôi, cái nó đẻ ra một bầy gà, cái mình nuôi bầy gà, cái mình bán, mình mua con dê, cái đẻ ra một bầy dê con, cái mình bán bầy dê, mình mua bầy bò, cái mình có được bầy bò, sau đó mình bán bầy bò, cái mình mua cửa, mua nhà, mua trâu phụ ruộng, cái cưới bà vợ, vợ chồng sống nhau rất là đầm ấm hạnh phúc. Năm sau mình có đứa con, cái mình mới cùng với bà vợ đi tới thăm ông chú, tức là ông thầy hiện tại đây. Dọc đường thằng nhỏ nó khóc, mình biểu đưa mình bồng, nó không chịu đưa mình bồng, nó bồng rớt thằng nhỏ xuống đất. Mình tức quá, mình đánh lên đầu nó một cái, đồ cái đồ hư, hãy để tao bồng điên rồi. Thì anh ta vừa đẩy ông chú và tâm thức buồn, suy nghĩ miên man, cho nên anh co cây anh quánh, mà không phải trúng cái đầu bà vợ mà trúng cái đầu của thầy mình đang ngồi trước. Ngài Tăng Hộ người nói: nè con đánh không có trúng đầu của mụ vợ con mà anh trúng cái đầu của ta. Và cái vị sa di kia kinh hoảng quá, thì quá ra là chú của mình có tha tâm thông, nhìn thấy cái tư duy của mình hết, cho nên ảnh co giò ảnh chạy. Và do đó Đức Phật nói một cái câu kinh pháp cú là: tâm của người nó thầm lặng, nó lén đi, đi xa ngút ngàn, không có cách gì giữ được. Và mình kể câu chuyện đó để cho các vị lưu ý một điều: thưa, tâm thức mình mà nó khởi ý thì điều thứ nhất là từ bên trong của nó cái nghiệp ái của quá khứ rất là đậm, cho nên khi mà nó khởi những cái tràng ngôn ngữ bên trong thì nó đều có một cái khuynh hướng là xui mình đi về cái hướng đó, xui mình đi về cái hướng của ái dục. Điều đó rất là dễ thấy,
Đó là mình nói quá khứ nó tác động lên tâm thức hiện tại. Và một cái vụng về là mình không khéo giữ gìn là trong hiện tại mình nhìn, mình đọc, mình nghe, nó lại quân tập thêm những cái nghiệp gần hoặc xa đối với ái dục nữa, thì lập tức là cái khả năng của hiện tại nó đẩy ta, cái tác hại của ái dục nó đẩy ta về cái hướng của tương lai cũng rất là nghiêm trọng, rất là nặng, về cái hướng tiêu cực, và nó phá hoại cái công phu thực tập của chúng ta rất là nhiều. Cho nên mình phải cẩn trọng. Đó là cái điều đầu, chúng ta hãy lưu ý về cái tác hại của ái dục đối với người thực tập. Và từ cái điều này chúng ta có thể nhìn ra một điều, thưa các vị, là những cái rất là tế nhị. Chẳng hạn như có những người Phật tử họ thương mình, họ cúng cho mình món này, món kia, món nọ. Dĩ nhiên là trong cái thương yêu qua lại giữa thầy trò nó rất là bình thường. Nhưng mà bên trong cái sự thương yêu đó nó có thầm thầm một cái chất ái bên trong. Nếu không có chất ái bên trong thì người ta cúng cho mình bất cứ cái gì mình cho người khác họ không buồn, phải không ạ? Nhưng mà ví thử các vị nhận quà của ai, nhận xong rồi các vị không sử dụng nó, các vị cho người khác, cho liền trước mặt, thế thì tức khắc là lần sau đừng hòng nhận được món quà gì của người ta cúng mất công. Cho nên rõ ràng là trong cái sự thương yêu đành đàng nó được sơn hết cái lớp là cúng dường, cái lớp của tình nghĩa thầy trò, nhưng bên trong nó cái chất ái vẫn còn rất là nhạt ở sau đó. Nói như thế để mình thấy là cái nguồn của nó rất là sâu, chứ nó không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Giống như cháu ngày tăng hộ ca cụm để dành miếng vải cúng cho chú mà chú không có nhận là buồn rồi, là muốn bỏ tu rồi. Đó là cái chất của nó là như vậy. Ta nói đến những cái phương cách thực tập, có một điều mình nên lưu ý là thế này: cái gì mà mình đặc biệt lưu ý thì có khi nó là mình tạo cái cơ hội để cho cái năng lượng mà mình muốn loại trừ nó có cơ hội nó bộc phát mạnh hơn. Ví dụ mà gần nhất là thế này. Ví dụ gần nhất là mình nghĩ rằng mình sẽ nhịn đói hai hôm để xúc ruột. Thì bình thường 12 giờ nó mới đói bụng, nhưng mà khi các vị nói thầm trong bụng là trưa hôm nay nhịn đói thì tức khắc 10 giờ nó đói bụng rồi, chứ nó không đợi tới 12 giờ. Nghĩa là khi ý thức của mình đặt một vấn đề gì cần phải làm, cần phải loại trừ, cần phải khống chế, cần phải tiêu diệt, thì tức khắc là tự bên trong tâm thức của các vị cái thế lực đối kháng lập tức đứng lên nó quậy phá lại. Cho nên trong những phương pháp thực tập, cái phương pháp đầu tiên là chúng ta hay lầm lẫn là chúng ta phải khống chế, chúng ta phải loại trừ, chúng ta phải lánh xa, chúng ta phải đề phòng. Ta gieo vào tâm thức mình một cái chương trình như vậy, thế thì coi chừng chúng ta lại bị những cái điều mình muốn loại trừ nó quậy phá mình nhiều nhất so với những điều khác. Cho nên ta ý thức là những phương pháp thực tập của chúng ta không phải là một phương pháp bạo động. Tất cả những cái phương pháp thực tập mà bạo động đều thất bại. Cái phương pháp thiền định cũng vậy. Ví dụ như phương pháp thực tập mà càng nỗ lực công phu dán chữ tử trên trán như người xưa để căng thẳng thực tập thiền, thưa, điều thứ nhất là nó đưa đến cái tác hại của thân. Nó làm cho cao huyết áp, làm cho loét bao tử, làm cho thần kinh căng thẳng, không có lợi ích lớn lao, không có thành tựu được kết quả. Cho nên trong những phương pháp thực tập thì ta nhớ một điều là đừng bao giờ sử dụng một cái phương pháp bạo động đối với bất cứ cái pháp thực tập gì. Thực tập thiền, thực tập nhiếp tâm, thực tập loại trừ cái bản chất của ái dục, vân vân. Chúng ta phải đi một cái con đường trung đạo như Đức Phật đã từng đi, và tốt nhất là hãy đi một cái con đường là hòa bình chứ không phải là con đường bạo động. Điều đó là điều đầu ta ghi nhớ phương pháp như vậy. Cái phương pháp cản là cái phương pháp ta tránh những cái tác duyên, tác nhân, tác duyên. Thưa, những cái tác nhân và những cái tác duyên này
khi mà nó hội tụ đủ thì nó sẽ tạo thành một cái cơn bão. Ví dụ như đời sống của quý thầy, mỗi thầy được tặng cho một cái điện thoại di động. Và đầu tiên thì có một Phật tử, người ta rất là khổ sở vì vấn đề gia đình. Cho nên vì lòng từ bi, thầy chịu khó mỗi sáng mỗi chiều thầy hỗ trợ bằng một thời pháp chui gọi điện thoại, ví dụ vậy. Rồi sau đó thì thấy tình bạn liên hệ giữa thầy trò càng ngày nó càng đẹp đẽ, không có sự việc gì xảy ra. Cho nên thỉnh thoảng có những cái lúc mà mất bình thường, bị bệnh hoạn, người Phật tử kia nửa đêm gọi điện thoại tới: thưa thầy, con khốn khổ quá, con đau khổ vô cùng, chuyện nọ chuyện kia, cái mình cũng ban pháp chui vào buổi tối. Và thưa, nó gặm dần tâm thức của mình hồi nào không hay. Tới một lúc nào đó tự nhiên mình cảm thấy là mỗi tối mà không nghe điện thoại của người đạo hữu kia gọi thì mình không thể sống nổi, là bắt đầu vướng mắc rồi. Và thưa, từ cái vướng mắc rất là bé đi tới cái vướng mắc nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn. Và tới cuối cùng là cái công phu tu tập của chúng ta trôi theo dòng nước. Các vị còn nhớ chuyện con mèo chứ hả? Giống như tôi hay kể chuyện con mèo cho các vị nghe đó. Có một vị thầy già trước khi viên tịch, cái ông đệ tử kia ổng quỳ bên chân giường khóc nỉ non: thưa thầy, con mới vào đạo tu chưa bao lâu mà thầy bỏ con đi, không biết nương vào ai. Xin thầy từ bi dạy cho con một câu nói rất là khuôn vàng thước ngọc, để cho con lấy đó làm kim chỉ nam tu suốt một đời. Ông nói ta có một câu nói rất là quan trọng, con hãy nhớ lấy, là đừng bao giờ nuôi mèo. Nuôi con mèo á, đừng bao giờ nuôi con mèo. Thì trong cái lúc mà buồn bã vì thầy mình sắp theo Phật, người đệ tử không có thể hỏi cho nó rõ ràng. Nhưng mà khi chôn cất thầy xong thì ổng hỏi cái người bạn của thầy mình: dạ thưa, xin thầy dạy cho con biết vì sao cái câu di chúc rất là quan trọng lại là cái câu di chúc là con đừng nuôi mèo là sao? Ông nói: ồ, có nguyên quỷ đó. Đó là thế này, thầy con là một cái người xuất gia còn rất bé, ấu niên xuất gia đồng căn nhập đạo, tu rất là giỏi. Một hôm ông bỏ nhân gian phố phường và bỏ chùa cao Phật lớn, ông lên trên núi ông cắt một cái am tu. Và ở dưới xóm rất là xa, lâu lâu quả quằn lắm người ta mới lên đem cơm đem nước để cúng dường. Một hôm thầy con xuống phố nhờ người ta vá giùm chiếc y, tại vì y bị chuột cắn. Cái là một Phật tử họ thương định, họ nói: thưa thầy, cái thách của thầy thì không có gì đáng quý, thầy chỉ có một cái y mà con chuột nó đã cắn một lần thì có khả năng nó sẽ cắn nữa, áo quần của thầy sẽ rách hết, cho nên con nghĩ hay nhất thầy nên nuôi một con mèo. Ông nói: đúng, hợp lý, điều này tốt, mang con mèo về nuôi. Mà rủi thai con mèo đó nó chưa chiếc sữa, cho nên nó còn bú. Và hôm sau ông lại ôm con mèo đi xin sữa. Ta thấy rất là tội, nó thưa thầy xin thầy nuôi con dê, vừa có sữa nuôi mèo, vừa có sữa để thầy dùng mỗi sáng. Ông nói chuyện này cũng hợp lý, thế là nuôi con dê. Nuôi con dê thì cái việc phát sinh đó là, cái việc phát sinh đó là cắt cỏ cho dê. Và khi mà cái sự vụ nó phát sinh nhiều như thế thì ông cảm thấy rất là cực nhọc, tối ngày không có thì giờ để tụng kinh, để đám sám, để tu tập. Và ông than phiền thì bản đạo nó: dạ thưa thầy, có một người thí chủ, bà nó cũng là quá chồng rất là lâu, có một mình thôi, bây giờ bà có thể đến làm công quả không lấy tiền, có thể giá được, khâu được chiếc y cho thầy, có thể cắt được cỏ cho con dê, có thể chăm sóc ngôi chùa quét tước. Ông nói điều này cũng đúng, được. Ông nghĩ là mình đã lớn rồi, không có gì phải lo cả. Và bà kia thì cũng rất là xấu, chứ không đẹp đẽ gì,
nhìn cái tướng thì không có chút gì để ông ta khởi tâm thương yêu cả. Thế thì mang cái người bán đảo đó về, ít lâu ở trong nhà, nhìn tới nhìn đuôi không ai để nhìn, cho nên nhìn thấy bà đẹp, rong nóng đầu cầu, nhìn lâu cũng đẹp. Cái câu nói người ta hay nói như thế. Và cuối cùng thì ổng lại sinh con với bà, rồi cuối cùng rồi ổng ngao ngán thế trần, bắt đầu ổng thấy ổng sao khổ sở quá, cho nên ổng lại làm một cuộc ly khai lần thứ hai, rồi bỏ gia đình nó trốn trong núi rừng rất là sâu, bắt đầu làm lại cuộc đời vào năm 50 tuổi. Và cũng rất là hay là ổng tu rất là giỏi, cho nên tới 60 mấy 70 nó có một chú đệ tử toàn ten. Và tới chừng chú đệ tử đến đi tu với ông thì đâu có hiểu quá khứ của ông, cho nên tới chừng xin ông di chúc, ông chỉ dặn một điều là con chớ nuôi mèo thôi. Tại vì từ cái con mèo rất là nhỏ, nó sẽ kéo một tràng rất là dài về những cái nghiệp chướng về sau. Và do đó thưa đại chúng là ta hãy nhớ là có những cái tác nhân rất là nhỏ, những cái duyên rất là nhỏ, cúng một chai dầu, cúng một chiếc y, hay là những cái liên hệ rất là bình thường trong đạo, thế nhưng không khéo gìn giữ thì thưa các vị là những cái tác nhân và tác duyên bé nhỏ đó nó dẫn mình vào con đường trần thế lúc nào không hay. Cho nên cái điều đầu tiên các vị hãy nhớ là tránh những cái tác nhân và tác duyên. Một trang báo, một cuốn tiểu thuyết, một câu chuyện phim không có làm gì cả. Thế nhưng mà khi nó rớt vào tâm thức mình, nó hình thành một cái ấn tượng, thì thưa các vị là có khả năng là từ cái con mèo bé nhỏ kia nó dẫn mình đi rất là xa. Cho nên hãy lưu ý và thận trọng là như vậy. Chớ nuôi mèo nha. Cái thứ hai thưa các vị là cái phương pháp thực tập sâu xa hơn là thế này. Thưa mình thực tập cạn là mình tránh những cái tác nhân, những cái tác duyên, tức là mình tạo được cái môi trường khí quyển thanh tịnh, yên bình để mình tu. Nhưng mà những cái môi trường sống, tức là cái điều kiện khí quyển tốt lành đó, nó chưa đủ bảo đảm cho cái đời sống phạm hạnh mình trọn vẹn. Tại sao? Thưa, tại vì ái nó từ bên trong tâm thức chứ nó không phải bên ngoài. Bên trong của anh mà nó lặng, nó sáng, anh làm chủ được. Thế thì bên ngoài, dù người ta có đem mọi thứ dục là của trần gian, người ta dụ anh có không cách nào lay động được cả. Nhưng mà bên trong anh nó còn rất là ồn ào, cái sự tham đắm về ngũ dục lục trần nó còn rất là mạnh. Thì cho dù bên ngoài không có cái môi trường để dẫn anh đi vào cái ngõ thế gian, anh cũng tìm cách đi vào được. Cho nên cái quan trọng là bên trong. Và ta tu cả, tức là ta tránh những cái duyên bên ngoài tác động, nhưng mà nó chỉ là một phần rất là nhỏ so với cuộc đời tu của chúng ta thôi. Cái bên sâu xa nhất là cái bên trong ta. Ta phải làm thế nào làm chủ được cái tiếng nói thì thầm của tâm thức, thì chúng ta mới có thể đi trọn được con đường tu, sống tròn vẹn với cái phẩm hạnh thanh định. Bằng không thì trên con đường tu mình dễ bị dụ dẫn, và nếu không bị dụ trở lại cuộc đời thì trên cái con đường tu, thưa các vị là mình cũng sống như một chiếc bóng, như một cái hình khô mà không có sự sống. Tức là cái sự tươi mát, cái hương vị của pháp, cái niềm vui, sự an lạc của một người tu vẫn không có mặt. Và mình cứ cố gắng, mình cố gắng ép cuộc đời mình trong đạo để tu. Do gì lỡ tu rồi phải tu luôn. Thế thì thưa các vị là cuộc đời mình càng về già càng rất là cực. Cái tâm thức mình nó cao có, nó khó chịu, nó bất an, nó gây gắt, vân vân. Cái sự tươi mát của người tu nó không có mặt. Cho nên cái vấn đề chúng ta thực tập không phải là bên ngoài, của giới luật kèm kẹp, của quy chế già lam, của người này nhìn ngó người kia gì cả. Vấn đề đó là vấn đề rất là bên ngoài. Nó là cái rất là cạn. Cái đầu nguồn của sự thực tập làm thế nào để có thể làm chủ được cái tiếng nói thì thầm bên trong. Ta làm chủ được tiếng nói thì thầm bên trong, tức khắc là ta có được định. Ta nếm được cái hương vị của pháp thực tập, của pháp thiền, đó là ta có được cái định, phát sinh được tuệ.
thì tức khắc là đời sống của ta rất là giàu có và tươi mát. Là tự nhiên mình tắt được cái tiếng nói thầm bên trong thì cái năng lực của ái dục không còn sức mạnh để lôi mình đi bất cứ con đường nào nữa cả. Ví dụ thế này, ví dụ như mình là cái ông già ẩn sĩ trên núi, lần đầu tiên mà ổng đem một cái người cư sĩ về để cắt cỏ cho dê và để khâu chiếc áo. Đầu tiên ổng nhìn cái người đó, ổng thấy không có gì dễ thương cả, có phải vậy không? Nhưng mà nhìn lâu thì ổng phát giác là ồ, cũng có cái nụ cười dễ coi chứ. Và khi phát giác một cái điều thương yêu của con người kia là do cái gì nó làm động cơ, nó thúc đẩy để cái tình cảm phát sinh. Cái gì? Thưa, rõ ràng là cái tiếng nói thì thầm này, phải vậy không? Không hề có một cái tình cảm vui buồn nào phát sinh mà không do tiếng nói thì thầm này có mặt mà nó phát khởi cả. Và ví dụ như ta tọa thiền mà tiếng nói thì thầm bên trong nó cứ bay loạn lên với ông vỡ tổ thì chắc chắn là một thời thiền tập ta không nếm được một chút an lạc gì cả. Và các vị đã từng gặp cái tình trạng như vậy chưa? Tức là khi mình cố gắng mình tọa thiền, ngồi rất là yên bình giống như Phật, nhưng mà bên trong thì ai biết đâu rằng mình rất là khổ cực với cái tiếng nói thì thầm này. Tiếng nói thì thầm này ngày xưa trong văn học kinh thì gọi nó là vọng tưởng, hay còn gọi là tâm ngôn, tức là tiếng nói thầm. Và Đức Phật ngày xưa khi bước vào cái đệ nhất, cái tầng thiền thứ nhất, thì Ngài cũng sử dụng cái tầm và tứ để loại trừ tiếng nói thì thầm này. Ví dụ như bây giờ ta thực tập, ta cũng đang đi trên cái con đường đầu tiên là mượn tiếng nói thầm để đi vào con đường thực tập. Thế nào là mượn tiếng nói thầm để đi vào con đường thực tập? Tiếng nói thầm ví dụ như mình nói, khi hít vào tôi biết là tôi đang hít vào, là mượn tiếng nói thầm, có phải không? Tức là định đương vào tầm và tứ để có được định. Đó là con đường rất là cạn để thực tập ban đầu. Tôi đang hít vào, tôi biết là tôi đang hít vào. Tôi đang thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Như vậy thì mình nương vào tầm và tứ, nương vào cái định có tầm có tứ, gọi là cái từng đầu của định. Nhưng mà nếu mình cứ lảm nhảm, mình đọc hoài như thế, đọc hoài như đọc thiệu như thế, thì chắc chắn là tâm mình chưa có thể tạo được cái sự yên bình. Định đó là vắng mặt luôn cả tiếng nói thì thầm mới gọi là định. Ta gọi cái sự vắng mặt luôn là cái trạng thái của chánh niệm tỉnh giác có mặt, sáng tỏ rõ ràng, nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm. Gọi đó là trạng thái của định. Mình mà nếm được cái hương vị, có được chút kinh nghiệm về cái trạng thái của định, của cái sự vắng mặt tiếng nói thầm mà có nhận biết, thì mình kinh nghiệm được điều đó dù nó ít, nhưng mà mình sẽ làm cho cái trạng thái ấy nó kéo dài không mấy khó. Khi ta có một chút kinh nghiệm về cái trạng thái có sự nhận biết tỉnh sáng mà không cần tiếng nói thì thầm, ta chỉ cần có kinh nghiệm một chút thôi, và ta làm được cái điều này nó kéo dài hơn, có nghĩa là ta đang an trú được trong cái trạng thái của chánh niệm tỉnh giác. Và mình trở lại vấn đề là không hề có một cái ô nhiễm, một cái phát sinh nghiệp thức nào mà không có tiếng nói thì thầm đưa dẫn mình đi vào cả. Mình giận, mình buồn, mình thương, mình ghét, mình bất an, vân vân, nó đều được cái tiếng nói thì thầm đưa đi tới. Nó được tiếng nói thì thầm đặt vào, nó mới phát sinh những cái trạng thái bất an của tâm thức. Cho nên dùng cái phương pháp này cắt đứt cái tiếng nói thì thầm, không những mình cắt luôn cái nghiệp ái của nhiều đời quá khứ, mình xả ly được ái dục, mà mình còn cắt đứt luôn tất cả những cái cảm thọ vui buồn bất an của tâm thức. Cho nên cái phương pháp này nó không chỉ loại trừ ái dục không, mà nó còn loại trừ tất cả những cái lậu nghiệp của tâm thức, đưa mình đạt đến cái trạng thái chứng nghiệm được định, chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Đó là chúng ta nói cái diệu dụng của cắt được tiếng nói thì thầm.
bây giờ cái phương thức để mình cắt tiếng nói thì thầm, mình làm thế nào cắt được tiếng nói thì thầm? Và các vị phải nhận định được cho rõ là thế nào là tiếng nói thì thầm. Tiếng nói tôi nói vang vọng đây là tiếng nói bên ngoài miệng, ai cũng nghe, các vị cũng có thể sử dụng để nói được. Nhưng mà có lúc tôi không nói, trong này nó đang nói, có phải vậy không? Ta nói cho người khác nghe, đó gọi là nói, đó gọi là tiếng nói được phát ra miệng. Ta nói cho chính mình nghe, đó gọi là tiếng nói thì thầm. Trong cái khả năng nói thì thầm của chính mình nói đây, nó có những cái từng cạn và có những cái từng sâu, có những từng mình nhận biết được, có những từng nó thì thầm mình không nhận biết được. Lúc mà đã khởi một tràng tiếng nói mình nhận biết được, lúc đó là ta đang làm chủ tiếng nói, nhận diện được tiếng nói. Lúc mà đã khởi một tràng dài nó kéo mình đi mà mình không nhận diện được, không làm chủ được, lúc đó là mình đang chìm mất trong vọng thức. Và thưa, tất cả những cái mình gọi là vọng tưởng này, nó không có gì cả, nó không có gì lạ cả, nó chỉ là tiếng nói thì thầm trong đầu mà thôi. Và mình có thể làm được một điều là cắt đứt được nó rất là dễ dàng. Cắt đứt bằng cách nào? Mình thử làm một điều là mình ra lệnh không nói. Không phải ra lệnh bằng cái miệng ngoài, mà ra lệnh cái tiếng nói từ trong tâm thức không nói. Rồi quý vị dừng một chút, kéo dài chừng 30 giây, rồi quý vị ra lệnh một tiếng thứ hai là không nói. Thì hai đầu là hai phần có tiếng nói, có phải vậy không? Đầu này ta ra lệnh không nói, đầu này ta ra lệnh không nói. Nhưng mà cái khoảng giữa từ cái tiếng không nói này tới tiếng không nói này là một khoảng trống của lặng lẽ, yên bình, không có tiếng nói thì thầm nào cả. Thế mà cái khoảng trống đó nó có sự nhận biết không ạ? Vẫn tỉnh sáng, vẫn nhận biết, vẫn rõ ràng. Điều đặc biệt là cái sự nhận biết này nó không cần một tiếng nói nào khởi lên trong đây cả, mà sự sống ta vẫn có mặt bình thường. Ta vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở, vẫn nói, vẫn cười, vẫn phản ứng một cách rất là bén nhạy và tích cực, mà không cần có tiếng nói thì thầm. Nếu các vị có một chút kinh nghiệm, khi không có tiếng nói thì thầm trong tâm thức thì nó rất là nhẹ, tâm mình rất là thoáng đãng, rất là mênh mông, rất là tỉnh, rất là sáng, rất là tươi mát, thì các vị sẽ có một cái niềm đam mê ham thích về cái chuyện thực tập là tắt tiếng nói thì thầm bên trong. Cái yếu tố đầu tiên để ta làm được việc cắt đứt tiếng nói là ta phải có cái niềm đam mê, ta thích, để cho tâm mình nó an trú trong một cái trạng thái tĩnh tại, rõ ràng, sáng tỏ như vậy. Mình thích như vậy thì mình có quyền nhận diện được lúc nào là có tiếng nói thì thầm, lúc nào là không có tiếng nói thì thầm. Và khi mình nhận diện được lúc không có tiếng nói thì thầm, mình biết cách mình làm cho lúc không có tiếng nói nó kéo dài, nó có mặt thường xuyên. Có nghĩa là mình thực tập trong mọi lúc. Và thực tập điều này thưa không phải là khó. Các vị có một chút thời gian, có một chút hoàn cảnh thì các vị có thể ngồi bên vệ đường, các vị có thể ngồi trong phòng ăn, ngồi trong rác rưng, hoặc là ngồi trên thiền đường. Mọi lúc ta đều thực tập điều này dễ dàng cả. Cái quan trọng người tu chúng ta là làm thế nào cắt đứt được cái tiếng nói thì thầm của ý thức, gọi đó là những cái tiếng nói của vọng thức hay là tâm ngôn vân vân. Và mình làm cái này nó lặng được, có nghĩa là mình đã đi vào cái con đường định của Đức Phật ngày xưa đã đi, nếm được hương vị của cái tâm định tĩnh, tâm trong sáng, tâm yên bình. Và thưa, mình chỉ cần an trú trong cái vùng trời này liên tục, thế thì cái ái dục này tự nhiên nó rời bỏ ta, không có điều kiện nó phát tác, không có một cái thứ phiền não lậu nghiệp nào nó có thể khởi lên được trong cái vùng tâm thức sáng rỡ yên bình tĩnh tại vắng bặt tiếng nói cả.
Tôi nghĩ là vấn đề này nó không phải là khó hiểu lắm, các vị đều có thể kinh nghiệm được. Và cái điều cuối cùng mình chia sẻ nơi đây là qua trái của sự thực tập, qua trái của sự thực tập ly dục. Ví dụ như ở mức độ cạn mà mọi người tu chúng ta và mắt tai trong sáng, ta tiếp xúc, ta nhìn, ta giao tế với người, tâm thức mình rất là trong, rất là sáng. Thưa các vị, là tự nhiên là cái năng lực hỗ trợ, năng lực giúp người nó có mặt rất là dễ dàng. Khi mà tâm thức mình chưa trong sáng, mắt của mình nhìn nó có cái đam mê, cái khả năng nói năng của mình nó biểu lộ ít nhiều cái chất ái dục vẫn còn, thế thì người ta nhận biết rất là dễ, và cái năng lực chinh phục của mình giúp người ta tu tập rất là khó. Mình lưu ý một điều thế này: tất cả con người có sinh mạng trên hành tinh này là do cái kết quả của dục nghiệp mà có, cho nên người ta rất là nhạy khi đánh giá, khi nhìn ngắm mình. Mình mà tâm thức mình nó tâm tối, cái nhìn của mình nó vẫn đục, cái đam mê khát ái của mình nó còn trong trái tim mình, thưa, người ta nhìn thấy mình, người ta biết ngay. Cho nên cái cản nhất đầu tiên là, thưa các vị, là mình thực tập ly dục được, tâm thức mình nó trong sáng, tĩnh lặng. Thế thì cái khả năng đầu tiên đó là mình làm cho cái niềm kính trọng tam bảo của Phật tử, của tín đồ đến với mình rất là dễ. Tự nhiên họ đến với người tu, họ có niềm tin ngay. Bằng không thì họ đến với mình, họ bị dị ứng, họ tự nhiên họ đề phòng, họ đề kháng ngay à. Và trong tất cả những cái cảm thọ, những cái nhận biết của con người trên trần gian này, thì cái nhận biết về ái dục họ nhận biết nhạy lắm. Ví dụ như mình có một cái khởi ý hơi thương ai một chút thôi, là không sớm thì muộn thiên hạ đều biết rần rần cả. Tại sao? Thưa, tại vì vấn đề này là vấn đề ruột gan máu thịt của từng con người, cho nên nhìn thấy vấn đề đó là họ có kinh nghiệm rất là dễ. Cho nên ở mức độ cạn, thưa các vị, là qua trái của sự thực tập ly dục này, nó hiến tặng cho người tu một cái sự thanh khiết, trong sáng, dễ thương. Khi đối nhân tiếp cảnh, khi xử sự với người, khi hoằng pháp lợi sinh, làm cho niềm tin của tín đồ phát khởi đối với tam bảo rất là vững chắc. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai, thưa các vị, là lợi ích của tự thân. Thưa, trong những cái tầng tu của đạo Phật, cái tầng đầu là ly sinh hỷ lạc. Ly không có nghĩa là mình ly tài sản, ly vật chất, mà ly quan trọng nhất là ly ái dục. Khi mà tâm thức mình đã ly được ái dục rồi thì tự nhiên niềm hỷ lạc phát sinh. Tất cả những cái vụn vặt của đời sống hàng ngày, như giận, như buồn, như ganh tị, như trách cứ, vân vân, nó là những cái rễ phụ của tâm ái dục thôi à. Mình cắt đứt được ái dục, thưa các vị, là những cái râu ria tạm bợ bé nhỏ, nó không có nghĩa gì cả. Tất cả những cái tâm thức buồn rầu, bất an, giận tức, vân vân, lập tức nó bay biến khỏi lòng ta. Cho nên ly được dục thì đối với tự thân ta sẽ là người rất là thênh thang. Vùng trời không gian của tâm mình, thưa, rất là bát ngát. Khi mà lòng mình nó không còn chứa chấp một cái sự vướng mắc với bất cứ ai, thì các vị sẽ tiếp xúc với mọi người rất là bình đẳng, rất là dễ dàng, không có một cái thái độ đề phòng, không có một cái thái độ rình rập hay là gì gì cả. Lòng rất là mênh mông. Và cái lợi ích sâu hơn nữa là, thưa các vị, là mình mới có thể nếm được hương vị của định tĩnh, của an lạc, của thanh tịnh. Bằng không thì mình không thể đi vào cái con đường thiền tập thành công được. Đó là cái lợi ích đối với tự thân gần trong hiện đời. Thưa, qua trái sự thực tập ly dục này, nó tặng cho mình một cái món quà tặng tuyệt vời. Đó là các vị có thể nắm cái phương pháp thực tập căn bản là cắt đứt
lời nói thì thầm của tâm thức. Các vị triệt tiêu được cái đầu nguồn ái dục thì tức khắc là cái con đường niết bàn thênh thang mở ra cho chúng ta. Mình cắt luôn cái dòng chảy sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường, nắm được vận mệnh mình trong lòng bàn tay, đến và đi trong nhân gian này theo nguyện chứ không phải theo nghiệp nữa. Ưa thọ sinh thì thọ sinh lại, bằng không thì mình ngang đây tan biến vào bản thể chân như, chứ không có trở lại trong ba cõi sáu đường. Đó là cái qua trái sự thực tập ly dục. Nó lớn như vậy, nó tặng cho chúng ta là như vậy. Có một câu chuyện rất là dễ thương, tôi kể cho các vị nghe. Câu chuyện này thì mấy thầy nghe nhiều lần. Có một vị phù thủy đi ngang qua cái công viên kia, thấy hai cái hình đồng của một đôi thanh niên. Họ đưa tay chờm về nhau mà chờm hoài không nắm được tay nhau. Tại họ tạc tượng ngoài công viên mà. Và cái nhà điêu khắc kia rất là tuyệt vời. Họ tạc cái tượng đồng kia, đôi mắt đầy vẻ đam mê. Cái anh phù thủy anh nói tội nghiệp quá, 300 năm rồi nó cứ vói tay vào nhau mà không bao giờ nắm được tay nhau, rất là tội nghiệp, cho nên nó phất tay một cái này. Hai cái tượng đồng kia tự nhiên có linh hồn sống lại. Và khi bắt đầu có thể sống lại được thì nó co giò nó chạy vô bụi. Và nghe cái tiếng giật nhau thình thịch trong đó. Cái thầy phù thủy thầy cũng rất là kinh ngạc. Thầy mới dạch cây thì dòm thử coi nó làm cái gì. Thì thấy một cái thằng hình đầu nó đang chụp một cái con chim trên trời bay xuống. Nó giằng cánh ra, nó dậm lên. Và cái cô gái kia nói không, ngươi phải để nó cho ta, ta phải trừng trị nó cho xứng đáng. Và anh thanh niên nói không được, nó là cái tên tội phạm lâu nay đối với ta cả 300 năm, ta phải trừng trị nó cho xứng đáng. Quá ra là 300 năm rồi cái loài chim kia mỗi lần đi ngang qua là nó vung vãi phân trên đầu nó, trên vai nó, trên người nó. Cho nên cái nỗi hận 300 năm nay là cái nỗi hận cái loài chim nó phóng quế trên người. Cho nên vừa sống lại nữa, nó đi bắt những con chim trời nó trị tội. Thưa, đó là cái câu chuyện vui. Nó nói cho chúng ta biết một điều thế này. Điều thứ nhất là có những cái uẩn ức trong lòng rất là sâu, cho nên mình có cơ hội là mình phát tiết ra cái điều mình đã chứa trong lòng. Cũng như vậy, tâm thức mình vốn dĩ là tâm thức của nghìn đời được nuôi lớn trong ái và dục. Ta trở đi trở lại trong cõi nhân gian này, nó có ngàn vạn kiếp tử sinh. Và cái giềng mối của thân mạng này, cái sợi dây mà nó xuyên cái cuộc sống của chúng ta qua nhiều kiếp, đó là cái sợi dây ái dục. Cho nên cái khả năng của ái dục nó cực kỳ mạnh, và người tu chúng ta phải cẩn trọng với cái năng lực này. Và cái năng lực này nó chỉ bị khám phá, chỉ bị chuyển hóa mà không thể giết được, không thể loại trừ được. Nó là bản chất của sự sống. Và cái con đường chuyển hóa hay nhất làm cho cái dòng suối của ái dục này nó chảy về cái hướng tích cực, đó là cái sự thực tập tắt được cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức mà thôi. Các vị làm thế nào dập tắt được cái tiếng nói thầm của tâm thức thì các vị nắm được cái phương pháp của định, của tuệ, và nắm được cái phương pháp là vượt khỏi ba cõi sáu đường. Đó là phương pháp rất là hữu hiệu. Và khi mà mình tắt được cái tiếng nói thì thầm thì lập tức là mình có trí tuệ phát sinh ngay. Tâm thức mình an nhiên, tĩnh lặng và rỗng sáng. Cái dục nó bị bay biến, và cái năng lực của tươi mát, của yêu thương, của trong sáng tự nhiên nó có mặt. Đó là điều mà chúng ta có thể khéo thực tập thì chúng ta làm được điều này rất là dễ. Xin dừng ở đây. Và xin kính chúc đại chúng là những cái điều tôi chia sẻ tuy thấy nó thường thường nhưng mà rất là quan trọng,
nó là pháp môn thực tập rất là căn bản. Nó là cái pháp môn thực tập mà những người bạn của chúng ta đã từng đi trước, họ khám phá và họ đã khổ công nhập thất ở trong tù tới gần mười mấy năm và khám phá ra cái con đường dứt bậc tâm ngôn, là cái con đường đi vào định rất là dễ. Mong rằng các vị cố gắng thực tập và nếm được hương vị của cái tâm thức mà nó lặng, nó yên, nó không có tiếng nói gì học. Các vị nếm được cái hương vị này thì các vị sẽ thấy không có cái niềm vui nào lớn bằng cái niềm vui của sự tu tập cả. Và không có bất cứ một cái lực nào, nghiệp thức nào của tâm thức mình có thể khởi lên mà lôi kéo mình đi vào cái ngõ ngách sầu đau nữa. Tất cả những nghiệp thức nó khởi lên và nó lôi kéo được mình là do vì mình không có nhận diện được tiếng nói thì thầm, do vì mình theo cái tiếng nói thì thầm nó dẫn dụ mình. Nếu mà mình nhìn được nó, tắt được nó thì tức khắc là trong cuộc sống hiện đời ta rất là thảnh thơi, rất là thênh thang. Đó là vài lời chia sẻ cuối và xin hẹn 3 tháng sau gặp lại. Xin cảm ơn đại chúng.